Vậy là nhớ luôn, vậy là nó có cái đĩa này giống đó là mỗi lần mình để cái này lên mình nằm cái mình đụng lại nhọn lắm, nhọn lắm á, mỗi lần mình bị đau quá cái gì cái là mình để ra mình con bị đau cái một mà con để vậy con đục lại đục cục cục khi hết đau á thiệt con nói thiệt á đi lè lửa vậy không có lẹ con thấy có một điều này nè điều gì cứ nói à, trước khi bà nội với bà ngoại của cái con bót đó chết đó thì cái con bót đó phải đi bán số nhưng trước khi hai người đó chết thì hai người đó cũng gì con không biết nữa chiếc là ai đi bán vé số hãy bán nhiều thứ thì sẽ có nhiều người giúp đỡ. Thôi bây giờ Mila giúp đỡ cho Mio đi. Mio nó có một điều ước à. Con sẽ có người ra giúp đỡ. Đó, con đọc báo con thiếu. Ủa, ai cậu Út nói, ủa, nói con nghe đi nay đi mà. Ai mượn thức khuya? Tối lo ngủ. Chơi. Làm gì mà rào rào dữ vậy đi nè, con cái đó là con cái chuyện đưa bé nó cực kỳ tội nghiệp luôn á. Ồ, tội nghiệp ai đâu mà to tùm lum. Ờ, đứa bé đó là em của con mà. Ai đẻ? Em của con, sao con không lo? Nhưng mà ai đẻ? Ai đẻ gọi là em? Bibo cũng em đó, sao không tội nghiệp nó? Đó là em ruột, hiểu không? À. Con lo nhất. Em ruột là ai? Em ruột là đứa kia cơ. Nó ở gần nhà cái gì cả. Ai đẻ mà gọi là em ruột? Gần nhà gì hả? Không có. Buồn là con ra đó chơi. Nhưng giờ em đó bán nhà. Nó chuyển ngôi khác. Rồi nó đổi số luôn. Em ruột ai số đẻ? Số cũ thì con biết. Nhưng mà số hiện giờ là số mới hiện giờ đang xài con không biết. Em ruột không biết số điện thoại. Con biết số điện thoại gọi cũ thì số thì con mới số. Thì hỏi mẹ kìa. Em được rồi hỏi mẹ sớm bộ có số. Mẹ có số điện thoại của em đó không? Em ruột của con. Em biết không? Con nhớ rồi, số điện thoại mới là bao nhiêu là 00865. 00865 gì đó. Mẹ chỉ cần gọi là 0 0885 có 5 số. Ủa? Số điện thoại ai? 3 số 0000. 00865. Không có thật. 10 số, 11 số mới đúng. 5 số mới đúng. Có rồi đúng á. Nhưng mà cái nút bằng điện thoại á thì con vẫn biết là số cũ nhưng mà giờ thì nhờ đăng báo rồi. Đăng báo rồi nó sẽ tìm tìm trẻ lạc đi. Em đã chết rồi đó, mở cửa đi bà ngoại.
Em mới tới rồi, Bibo. Ra ra mở cửa cho em ruột Bila vô rồi. Mở cái phòng cách trắng. Đó, mở, mở, mở cửa phòng rồi đó. Leo giường tôi mày xè là tôi quýnh đó nha. Mở xuống. Rồi đó, đi lung tung phép. Em đã tới rồi, mở cửa ra Bibo. Có được không Bila? À biết. Trời ơi. À con nhớ rồi không? Sáng con dậy cái lúc đó con đi đái rồi cái con vô cái con quên đánh cặn. Quên đánh cặn. Nó mới dậy. Nó mới dậy á. Mới dậy chưa ăn gì hết. Ừ. Ăn hết nữa ổn vì thịt chưa ăn gì hết. Ông ngoại. Là chưa ăn cơm. À chưa ăn cơm trưa. Chưa ăn cơm gì hết, chưa ăn cơm cái gì hết. Ông ngoại con mua. Con nó vậy đó. Ông ngoại mua bịch mì Quảng ngon chết không chịu ăn, rồi ăn bánh mì thịt. Làm ông ngoại phải phải ăn, ông ngoại mới ăn mì Quảng ông ấy ngon lắm mà Bila không chịu ăn. Mới ăn bánh mì từ từ ăn chứ mà. Nấu vậy là ngon rồi, đợi cho ổng. Máu ổng hạ xuống là đang lên máu mà kêu nó uống mắm, tao tính nấu mà tao chưa dám nấu. Ổng ăn mặn quá đâu được. Hay đợi về. Thì đó. Có nguyên nguyên hũ mắm cà rô bà Năm với quê bà đem lên kìa. Mà mấy ngày nay định nấu mà chưa nấu nè. Trời ơi lửa, có cái rổ lược dừa đó. Tao nấu nó rụt rã, tao lược hai lần là sạch, không có một miếng xương. Cái mua mực. Cái đó cũng đâu có xương, cái đồ lược dừa mình lược sạch hết. Nước lèo nó ngon. Mấy ngày nay tính nấu mà thấy ổng máu lên, quá đâu dám cho ăn mặn, nấu cái ổng ăn không được nữa. Tự nhiên sáng đang ngủ mới cái năm tới giờ trời ơi trúng rồi, tới ông nội tự nhiên người ta trúng ông la, tôi tưởng ông trúng, tao trúng kệ nó chứ. Tôi nói vậy là có thiệt hả, bữa hôm nay hôm qua cái thằng Vinh nó lừa nó nói bà ngoại có biết đó, bà ngoại biết chính thiệt của chị Bô là tin gì đó, bà ngoại biết không? Biết. Bà ngoại nhớ, bà ngoại chỉ cần nhớ chữ phương phương. Phương, bà ngoại nhớ chữ gì á? Người ta mua có 12 ngày. Bà ngoại. Người ta mua có 12 ngày, người ta trốn ông ngoại bà ngày là 5-70 ngày. Bà ngoại nói là bà ngoại chỉ cần nhớ chữ phương với chữ nhi. À, phương. Thấy chưa? Sao tên này của bu á là phương. Ông ngoại là ngày 5-70 ngày tới cuối. Bà ngoại, con là chị bu là. Bu là em, con là chị, Bu là em. Thấy chưa? Nhi. Con lớn tuổi hơn Bu nhiều. Không có, con nhỏ hơn con Bu. Nhưng mà giờ con là dai lớn. Tại sao con lại là con của chị Hồng. Tí em của Hồng là giờ kêu cậu ba bằng ba thì con Bu nó nhỏ hơn. Vậy tuổi sao? Nhỏ nhưng mà dai lớn. Vậy có là sao? Thì con của chị là chị ông ba.